Xin mến chào tất cả anh em. Vừa rồi thì em có bóc hộp một cục đẩy 4 kênh 8004S đến từ thương hiệu LX Acoustic em nhé. Đây là một cục đẩy 4 kênh chơi gia đình rất là đẹp và rất là chất. Cái sản phẩm này thì hôm nay em có bóc hộp ra và gửi đến cho một bác khách hàng ở huyện Ba Chi, Bến Tre em nhé. Thì cục đẩy 8004 này đang có giá là 7.800.000 đồng. Anh cũng đã chuyển cọc cho bên em là 500.000 đồng rồi. Thì hôm nay sẽ test cái sản phẩm này và sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh thôi. Với cục đẩy 8004S này, đây là hàng mới chính hãng. Và anh em có thể chơi một kênh này, anh em sẽ chơi ra được một cặp loa bass 30 rất hợp lý em nhé. Hoặc là chúng ta có thể chơi một kênh chơi một quả loa bass 40, hoặc là một kênh chơi một quả loa bass 30 đều được. Ok chưa? Sản phẩm này thì nó chạy 64 sò LJV kép. Còn chất âm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ qua mặt đằng sau. Thì em sẽ kết nối em nhé. Kết nối và sẽ test trực tiếp. Lấy nhạc từ máy tính cắm thẳng vào cục đẩy này. Không qua một cái thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Thì để cho anh em cùng nghe và cảm nhận chất âm. Ok chưa? Đây là mặt đằng sau của cục đẩy. Thì chúng ta thấy đây. Nó sẽ có 4 cổng input anh em nhé. Đằng sau nó sẽ có 4 cổng input này. Input 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Anh em thể kết nối từ vang hoặc từ mixer xuống đây đúng không ạ? Và dưới đây nó sẽ có những cổng link. Anh em muốn chơi ra từng kênh riêng biệt thì anh em sẽ link từ cổng 1, 2 này. Đó, hai cổng 1, 2 này. Anh em sẽ link lên với cổng 3, 4 anh em nhé. Link lên cổng này thì nó sẽ là ok thôi. Đó, thì nó sẽ ra là 4 loa riêng biệt. Còn nó đầu ra thì chúng ta có thể sử dụng bằng cái jack logic. Đấy, cắm vào lỗ speaker công này. Đấy, hoặc là anh em có thể sử dụng bằng cái cầu xoắn này là chắc chắn nhất này. Đấy, cái cầu gài này em nhé. Đây chúng ta vặn ra thì bên trong nó sẽ có cái lỗ. Anh em sẽ gài. Đấy, gài dây loa vào chúng ta sẽ xoắn chặt là ok thôi. Như thế là chắc chắn nhất. Ok chưa? Còn các nút, các chế độ gạt như panel ST ở đây thì em đã để chế độ ST hết cho anh em rồi. Để giữa đây là chế độ ST em nhé. Về đánh từng kênh riêng biệt. Chúng ta mà gạt sang qua phải này, gạt hết qua tay trái này, anh em gạt hết qua tay trái này nó sẽ là panel em nhé, panel. Chúng ta sẽ gạt hết tay trái này nó sẽ là panel, là link kênh em nhé. Tức là chúng ta vặn ở kênh 1 nhưng mà loa nó sẽ ra được cả kênh 2, ok chưa? Vặn kênh 3 thì loa ra cả kênh 4. Còn đâu chế độ chập bridge này, gạt qua phải là chế độ chập bridge này. Chế độ chập bridge này là anh em phải đấu khác nhé, anh em đấu ở đằng sau cục đẩy này, chúng ta sẽ đấu vào đây. Nếu mà đấu bridge thì anh em sẽ đấu hai đỏ này nhé. Đấy, đấu vào cái cầu xoắn này chúng ta sẽ đấu hai đỏ. Còn đâu đấu vào loa thì chúng ta đấu vào loa vào sub thì chúng ta vẫn đấu là một cộng và một trừ bình thường thôi. Đấy, đấu vào cái lỗ speaker, đấu vào cái jack, đấu vào cái jack logic như thế này thì là anh em cũng đấu vào đây cái jack logic này, chúng ta sẽ đấu một cộng và hai cộng. Đó. Bác nào mà không biết cách đấu thì gọi điện trực tiếp cho em nhé, em sẽ hướng dẫn anh các anh em đấu lối. Để tránh gây ra hiện tượng là chập cháy đẩy hoặc loa. Cái thứ hai là nó sẽ bị triệt tiêu âm thanh của chúng ta đi rất là nhiều nhé. Đặc biệt là cái tiếng bass. Thì bình thường chúng ta để hết ST thôi. Đây em gạt hết ST đi. Các chế độ nhạy đầu vào thì có 0.75 này, 1V này và 1.44 thì em đang để ở giữa đây. Đang để giữa thôi nhé, 1V này. Thì đây là chi tiết của mặt đằng sau cục đẩy. Ok chưa? Về loa thì chúng ta sẽ cắm một là vào cái cầu gài này, hai là sử dụng bằng bằng cái jack logic là sẽ cắm vào đây. Tí nữa em sẽ cắm bằng jack logic. Ok chưa? Đây. Giờ thì em sẽ cắm nhạc vào thôi. Ở đây thì dây loa thì em sử dụng bằng cái jack logic này nhé. Về cắm vào như thế là xong. Sẽ test ra từng loa một. Loa 1, loa 2 này, ok chưa? Tí đã sẽ test sang cổng số 3, cổng số 4. Nhạc vào thì em sẽ lấy từ máy tính và cắm trực tiếp vào đây. Đấy, cổng số 1 và cổng số 2. Ok chưa? Đó, rất đơn giản thôi. Đó. Thì bây giờ sẽ quay sang mặt đằng sau. Mặt đằng trước này nhé. Đấy, quay ra mặt đằng trước thì sẽ bật công tắc nguồn lên. Anh em lưu ý nhé, đợi cái đèn đỏ này. Đấy. Cái đèn clip ấy nó sẽ đấy, đèn Protect này nó sẽ báo tắt đi. Đấy, ngắt dây le đi thì chúng ta sẽ lúc đấy chúng ta sẽ vặn âm lượng lên nhé. Ok chưa? Đây một kênh này sẽ chơi ra một cặp loa bass 30. Ok chưa?
1 này. Kinh 2 anh em nhá. Đang linh loa em nhá, linh từ loa này sang loa kia thôi. Ok chưa? Hai kênh này, ok, cả hai kênh này. Đó, cả hai kênh. Rất là sáng, đúng không ạ? Rất là hay. Quá phê luôn, đúng không? Rất là đa tài. Và cái sản phẩm này đều là hàng mới chính hãng em nhé. Tem bảo hành chống hàng giả về, các bác có thể quét mã rồi check bảo hành điện tử, ok chưa? Hàng này thì rất ok rồi. Và cân nặng thì nó khoảng tầm 30 kg em nhá. Tất cả biến áp nguồn đồng hết. Tất cả biến áp nguồn đồng hết em yên tâm nhá. Ok chưa? Đó, đánh quá căng luôn. Mỗi kênh sẽ chơi ra một cặp loa. Ok chưa? Đều là cái chiếc api em nhé, tất cả đều là chiếc api vặn rất là nhẹ nhàng thôi. Đó. Thì đây là một cục đẩy 4 kênh về cho anh em ghép dàn karaoke gia đình thì quá là hay luôn. Và chúng ta có thể ghép thêm súp điện, súp hơi anh em nhé. Súp hơi thì chúng ta ghép những quả súp hơi bát 40, súp hơi bát 50 đều được, ok chưa? Đó. Và bây giờ em sẽ test sang kênh C và kênh D. Vừa rồi là test kênh test sang kênh 3, kênh 4 em nhé. Vừa rồi test kênh 1, kênh 2 rồi. Đó. Ok chưa ạ? Như vậy là xong. Thì bây giờ sẽ chuyển sang hai kênh còn lại. Xem video thấy hay nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh.